个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心无愧。Yes sir, xin chào anh em, là mình đây, Russian. Thì video này thì là mình thấy của Trung Bảo là 9 tháng trước thì mình vừa mới ấn vào kênh của Trung Bảo để xem thôi. Thì là một sản phẩm chắc là đáng mong đợi, bởi vì cũng lâu rồi Trung Bảo với Chihuahua mới ra sản phẩm tiếp theo. Ok, chúng ta cùng lắng nghe luôn anh em nhá. Drop, anh em ơi. Trung Bảo vẫn chất như xưa, anh em ạ. Vẫn chưa được phong độ. Yes, kết hợp với Chihuahua. Chihuahua là người yêu của Trung Bảo anh em nhá. Yeah. Ok. Ok anh em. Tuy chỉ là một phút ngắn thôi, 2 phút, nhưng mà với mình Chihuahua thì mình không nói, bởi vì là mình cũng ít xem kickboxer nữ thi đấu. Nhưng với Trung Bảo, với mình vẫn giữ được phong độ. Vẫn những cái sao đấy, vẫn những skill đấy, vẫn phong độ ok, nhưng mà mình vẫn muốn Trung Bảo ra nhiều cốt hơn và tham gia nhiều thi hơn, để cho thứ nhất là niềm tự hào Việt Nam, thứ hai nữa là mình rất muốn xem Trung Bảo thi đấu, bởi vì là từ lúc mình xem kickbox ấy thì là mình xem Trung Bảo đầu tiên, bắt đầu mình xem ra ở thế giới ấy, các thứ, và Trung Bảo là người đưa mình đến với kickbox. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên để cho mình một đăng ký và một like anh em nhá, và mọi người có thể comment ở dưới để mình đọc comment của mọi người, có thể là làm theo yêu cầu mọi người reaction video hoặc là góp ý cho mình. Ok, thank you em, bye bye.